Các em thân mến, hôm nay thầy tiếp tục chữa cho các em một cái bài toán khó. Tức là bài này chúng ta phải sử dụng V lookup và H lookup, nhưng mà với điều kiện là phải sang một cái bảng khác. Đấy, nó khác với kia, nó nâng cao lên một tí. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ giải quyết từng câu một. Bây giờ chúng ta xếp là điểm trung bình đấy nha. Bằng cái này bằng từ đây đến đây thì các bạn ghi bằng average ngoặc ra chúng ta bằng từ toán là E5 hai chấm cho đến G5. Đó, chúng ta được như này. Nhưng mà bây giờ chúng ta lại làm tròn đến hai con số. Thì các bạn lúc này cho thầy một cái ở bên ngoài làm tròn lại hai số thập phân rao chỗ này và chúng ta phẩy ở đây hai. Nếu chúng ta phẩy một thì chúng ta để đây là một, thì chúng ta sẽ được con số chúng ta là như này 8,7, và chúng ta kéo xuống đấy nhá. Các bạn chú ý cái chỗ này cho thầy ra một lần nữa. Bây giờ điểm ưu tiên hàm if để dựa cho cột ưu tiên với và bảng danh sử dụng if. Câu 3 và câu 2 đều tính với đều tính như nhau, nhưng một cái dùng if, một cái dùng v lookup. Thì chúng ta sẽ sử dụng như sau: sử dụng if điền dữ liệu cột ưu tiên dựa vào bảng danh mục. Thì cái này thì các em tự làm được rồi. Chúng ta sẽ bằng if nếu mà điểm hạnh kiểm xếp loại đấy. Đấy. Bằng A thì bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu thì các em tự cho vào được if. Mình hoặc là đấy, và chúng ta thấy là đây là D5. D5 của chúng ta là bằng hai chấm bằng A. Thì chúng ta điền cho thầy là một vào đây. Còn nếu không if D5 và bằng B thì chúng ta điền vào đây 0,7, còn lại là không, chúng ta đóng ngoặc lại. Đấy, địa điểm đầu tiên chúng ta vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sao chép dữ liệu sang sheet mới sử dụng VLOOKUP để điền dữ liệu cho cột ưu tiên dựa vào bảng danh mục. Đấy, bây giờ nha, chúng ta sẽ copy chỗ này cho thầy thử nha. Copy rồi sang một cái sheet 2. Đấy, sheet 2 chúng ta đặt tên là danh mục. Các bạn danh mục này, các bạn tên vào đây. Rồi chúng ta đưa sang bên này nhé. Thì bây giờ chúng ta thử làm xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ điền lại bên này. Đấy, đây câu 1 thầy chữa rồi, các em nhớ cái đoạn này và pull lại. Bây giờ vẫn điểm ưu tiên nhưng mà với cách 2 đang giải quyết câu này. Đấy, ta xóa này đi nhá. Rồi các bạn bằng vào đây bằng về lúc đó bằng ngoặc ra. Người ta bảo sao chép dữ liệu sheet 1 sử dụng với lúc điều kiện cho cột ưu tiên vừa vào bảng danh mục 1. Đây, xếp loại hạnh kiểm. Đúng không? Rồi. Chúng ta sẽ nhìn sang xếp loại hạnh kiểm của chúng ta là cột bao nhiêu nhỉ? Cột này là cột A, B, C, D. D. D5. Đấy. D5 nhé, phẩy hai chấm. Lúc này chúng ta sẽ chuyển sang cột bên này. Chúng ta không ở trong đây nữa, nghĩa là cái bảng này thầy đã chuyển sang bên kia rồi. Đấy. Hôm trước thì chúng ta học là bảng cùng bên cạnh, nhưng bây giờ bảng sang bên kia thì chúng ta sẽ sang là danh mục và nó điền luôn cho chúng ta là hai chấm này, và chúng ta chỉ cần dấu chấm than, chúng ta chỉ cần lấy là
đô la A, B, C, đô la C, đô la ba, à, đô la C, hai chấm A, B, C, D, đô la D. Wow, rồi đến đô la gì nhỉ? Đô la D, đô la 6. Và chúng ta đây là cột số 2. Đó. Không, đóng lại. Chúng ta nhìn cột bảng 5 của chúng ta như này. Đấy, bây giờ chúng ta enter. Đây, để đầu tiên chúng ta đã đây. Kéo xuống. Đấy. Các bạn thấy là VLOOKUP sau kia nó chỉ khác là thêm một cái bảng. Tên của bảng là danh mục. Vì chúng ta chép cả cái này sang đây, cho nên là nó dựa vào tên của cái tên này đứng đằng trước. Đấy. Sau đó đến địa chỉ tuyệt đối của nó. Đấy. Địa chỉ tuyệt đối của hình chữ nhật này, góc phải trái trên, góc phải dưới. Đấy, các em chú ý, nó chỉ khác mỗi thế thôi. Và chúng ta sang bên này, ta nhìn thấy cột số 2 thì thầy vẫn như vậy, đúng không? Cột số 2 vẫn vậy đấy nhá. Cột số 2 vẫn là cột 2. Đấy. Đấy, và chúng ta đã làm xong. Tương tự hlookup các bạn cũng chuyển lại thành cho thầy là thành hlookup. Đấy, và cũng hàng số 2 sang bên kia. Đấy là thầy chữa cho chúng ta xong được câu đấy. Các em chú ý nhá, nó chỉ là khác là thêm một cái bảng danh mục đưa sang thì phải có danh mục và hoa dấu cho hoa thị đằng trước. Đấy. Chấm than đằng trước, dấu chấm than đằng trước. Thầy xin lỗi. Rồi. Sao chép dữ liệu sang một sheet mới rồi sắp xếp theo cột tên từ A đến Z. Cột tên từ A đến Z là các bạn chỉ cần thế này thôi. Đấy. Các bạn chỉ cần thế này. Cho vào filter, sort filter từ A đến Z. Continue with với current thì là mỗi tên thôi, chúng ta chọn này, còn XP thì chúng ta mở rộng. Đấy. Thì nó sẽ lọc xếp cho chúng ta nhé. Sang kia thì cũng vậy thôi, không có gì khác cả. Bây giờ thầy làm cho cái câu điểm học sinh có điểm trung bình lớn hơn 7. Câu này thì các bạn dễ rồi, đúng không? Rồi, đến học sinh có điểm trung bình lớn 7. Số học sinh điểm trung bình lớn 7. Hôm trước thầy dạy chúng ta sử dụng hàm gì nhỉ? D cao, đúng không? Cao. Số học sinh có điểm trung bình lớn 7. Rồi, chúng ta cứ cho vùng dữ liệu chúng ta là từ A, A mấy nhỉ? A3. Cho đến hết điểm trung bình của chúng ta là bao nhiêu. Rồi chúng ta xóa tạm đi nha. Chúng ta để sẵn điểm trung bình là E5 và G5. Vậy chúng ta tính từ cột 5 đi, đúng không? Đó. Điểm trung bình, cột điểm trung bình này nó là một cái số nó không được. Vậy chúng ta phải phá measure đi, ăn measure hả, thì chúng ta mới biết được điểm trung bình của chúng ta được. Này là hơi khó, chúng ta
H4, điểm trung bình là H4. H4 vậy thì chúng ta phải từ đây là A4 cho đến H4 nếu hết, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền vào đây nhá, chúng ta nhìn cột bên này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bằng đề cao, mở ngoặc ra. Chúng ta nhớ nhá, đưa vào đây để biết địa chỉ, để góc này nó hiện ra địa chỉ đấy, đề cao này chúng ta sẽ có là từ TT là A4. Hai chấm vùng dưới của chúng ta K14. Phẩy. Cột chúng ta cần tìm đây A B C D E F G H I H, nó là H4. Đấy, rồi chúng ta tiếp ở cái phần này. Này của chúng ta là số ưu tiên lớn hơn 7. Thế lúc đó các bạn chỉ cần đưa ra một cái thôi, đưa học sinh lớn 7 ra đây. Trước khi làm điều đó thì các bạn điểm trung bình này, chúng ta làm cái điều điểm trung bình nhé, điều kiện. Đấy. Chúng ta ghi là điểm trung bình. Trung bình lớn hơn 7. Đấy, các bạn nhớ đưa ra một cái này. Vậy thì chúng ta lại tính lên là từ 4 A4 cho đến K14. Đấy, chúng ta ghi A4 đến K14. Vậy chỗ này chúng ta bằng D cao A4 B14 K14 chứ, có cả một vùng cái thế phẩy. Thế là điểm trung bình chúng ta là H4. Đấy. Phẩy vùng điều kiện chúng ta đây là chúng ta giống đây F4, F đây là F27, F27, FG28, có 7 bạn, 7 bạn trở lớn đấy, 7 bạn nhá. Còn đếm số học sinh nam nữ trong danh sách các bạn cũng cũng có thể đếm được như thế, bằng cao chúng ta đếm ra, rồi đặt ra điều kiện này nam nữ bao nhiêu thì các bạn đếm ra được. Các bạn dựa vào cột giới tính, các bạn tự đặt cho thầy, thầy vừa chữa chúng ta chữa xong cái bài này, các em sẽ theo dõi và áp dụng vào nhé. Cả lớp chú ý cho thầy.